một sự xuất hiện của một bé linh vật mới rồi nè mọi người. Chích tới đây rồi nè. Sammy cổ đang tông linh vật chích vô 1 và áo thun square đội linh vật chích vô 1. Với thông báo Sammy thì mấy bạn sẽ trong cuộc chiến khi mà sáng sớm chọn mặc đi học hay đi làm đó nha. Màu tím thật là nổi bật cùng công nghệ in chuyển nhiệt sáng nhất công ty luôn chứ đừng có đùa. Nhiều tối đến là mấy bạn phải để cho các em áo thun square đội linh vật chích người lo. Tại vì logo hay thiết kế thì nó lên đúng cái bản chất quậy hết mình với âm nhạc rồi nè. Nên mọi người cứ việc yên tâm để cho Sammy lo luôn cái OTD chọn một ngày cho mấy bạn nha. Nhớ ghé Sammy liền cho tôi nha mọi người ơi.